Cả Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden, dự kiến vào tháng 11 tới. Thông báo được hai bên đưa ra ngày 28 tháng 10, sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với các quan chức cấp cao Mỹ và Tổng thống Joe Biden. Hãng tin Reuters trích thông báo của Nhà Trắng cho biết cả hai nước đã đồng ý duy trì ngoại giao cấp cao để xoa dịu mối quan hệ. Nhà Trắng cho biết hai bên tái khẳng định việc đang làm việc cùng nhau để hướng tới cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tại San Francisco vào tháng 11. Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ đến California để dự hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới. Thông tin chính thức về cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ do Bắc Kinh công bố sau đó cũng xác nhận, cả hai bên đã đồng ý nỗ lực chung để hiện thực hóa cuộc gặp giữa hai nguyên thủ quốc gia. Trong một thông cáo riêng của Trung Quốc về cuộc gặp với Tổng thống Biden, ông Vương Nghị nói rằng chuyến thăm của ông nhằm mục đích ngăn chặn đà suy giảm trong quan hệ Trung Mỹ, ổn định và đưa quan hệ trở lại con đường phát triển lành mạnh. Theo Nhà Trắng, ông Biden đã đáp lại Ngoại trưởng Trung Quốc rằng Washington và Bắc Kinh phải quản lý sự cạnh tranh trong mối quan hệ một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở.